gì hết. Đợi lâu à? Hả? Nó thật lâu, nó không. Ngủ nó chỉ mong giờ dậy mà. Hả? Không muốn đi ngủ, mẹ nó đi mất đi ngủ. Tại vì mắt nó điên xí. Cái gì? Không. Không. Rồi. Có đi chơi không? Ý này không đi nói một. Đi chơi ở đâu? Ở đâu tới được? Mày bị điên á, Dương, tao đạp một cái bây giờ. Bà chờ nó không?